hội nào cho U20 Việt Nam trước U20 Qatar. 3 điểm trong ngày ra quân tạo ưu thế tâm lý cho U20 Việt Nam trước U20 Qatar, bởi có thêm một chiến thắng nữa, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rộng đường vào tứ kết U20 châu Á 2023. Đội U20 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm trở thành ngựa ô ở giải U20 châu Á 2023. Ở trận đấu ra quân gặp U20 Úc, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trình diễn lối chơi chặt chẽ, giàu năng lượng, bài bản cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Sơ đồ 3-4-3, biến thể 5-4-1 khi phòng ngự, cùng cách vận hành, bọc lót có nhiều nét tương đồng với đội tuyển Việt Nam đã giúp U20 Việt Nam khống chế hoàn toàn sức mạnh của U20 Úc. Ở trận này, Quốc Việt cùng đồng đội tạo ra số cơ hội nhiều hơn đối thủ, dứt điểm 8 lần, dù cầm bóng vỏn vẹn 34%. Thống kê này cho thấy, U20 Việt Nam không kiểm soát bóng, nhưng đã kiểm soát rất tốt diễn biến trận đấu, sử dụng tư duy kỹ chiến thuật để bù đắp khiếm khuyết về thể hình. So với U20 Úc, U20 Qatar không được đánh giá cao hơn. Đội U20 từng là cái nôi để bóng đá Qatar phát triển những cầu thủ giỏi như Akram Afif, Almoez Ali, trụ cột của đội tuyển Qatar vô địch ASEAN Cup 2019 và dự World Cup 2022. Tuy nhiên, đỉnh cao của U20 Qatar đã xuất hiện từ 9 năm trước. Thế hệ cầu thủ U20 hiện tại của bóng đá Qatar chưa thể hiện được nhiều. Ở trận gặp U20 Iran, nền bóng đá vốn không được đánh giá cao ở các lứa trẻ, U20 Qatar thua 0-1 để đối thủ dứt điểm cầu môn tới 22 lần, 14 lần trong vòng cấm. So với U20 Úc, U20 Qatar giàu chất kỹ thuật và khó lường hơn. Đây cũng là đặc trưng của các đội tuyển trẻ Tây Á, vốn thi đấu thiên về cảm hứng và dựa vào năng lực cá nhân. Nhưng, lối chơi này luôn là con dao hai lưỡi. Ở trận gặp U20 Iran, U20 Qatar không cho thấy tính tổ chức cũng như kỷ luật chiến thuật cần thiết của một ứng viên vô địch. Đội bóng trẻ của Qatar chơi tự phát, chờ vào khả năng tạo đột biến của các cá nhân, đồng thời thiếu chắc chắn trong phòng ngự. Với cặp hậu vệ cánh luôn dâng cao cùng bộ đôi trung vệ thiếu chắc chắn, U20 Qatar đã để U20 Iran khoét liên tục. Đối lập với sự ngẫu hứng của U20 Qatar là sự kỷ luật, chắc chắn của U20 Việt Nam. Ở trận ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho thấy ông xây dựng được một tập thể chơi bóng khoa học và chặt chẽ, nhưng vẫn tạo nên những miếng đánh ngẫu hứng, đơn cử như bàn mở tỷ số với pha phối hợp ở biên trái ăn ý của Văn Khang và Quốc Việt. Lối chơi phòng ngự phản công cũng được U20 Việt Nam thể hiện ở trận này khi tiền đạo Cẩm Văn Trường chịu khó di chuyển và tì đè để hỗ trợ phòng ngự. Còn Thanh Nhàn, Vĩ Hào để chạy chỗ không ngoan để tìm kiếm khoảng trống. Ở trận đấu lúc 21 giờ hôm nay 4 tháng 3, U20 Việt Nam cần tiếp tục chơi chắc chắn để hạn chế lối chơi giàu kỹ thuật của U20 Qatar, đồng thời tận dụng cơ hội đoạt bóng trên phần sân đối thủ để tổ chức tấn công nhanh. Nếu gây áp lực đủ tốt, pressing quyết liệt và tự tin tổ chức các pha tấn công, vỗ mặt vào trung lộ đối thủ, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Dẫu vậy, bóng đá trẻ không phải sân chơi muốn thắng là thắng. Giành điểm ở giải đấu khắc nghiệt như châu Á đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sự tập trung. U20 Việt Nam đã chứng tỏ tiềm năng, nhưng duy trì sự ổn định lại là bài toán khó giải với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và học trò. Tuy nhiên, với tiềm năng đã thể hiện ở trận ra quân cùng cái duyên với các đội Tây Á mà bóng đá trẻ Việt Nam có được trong những năm qua, U20 Việt Nam có niềm tin chiến thắng. Kiên trì và tận dụng tối đa thời cơ, Thanh Nhàn cùng đồng đội sẽ tiến gần hơn tới tấm vé đá tứ kết U20 châu Á 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.